tổ chức nhậu, bảy người còn thách thức chủ tịch thị trấn còng tay. Chủ một quán nhậu tại thị trấn Eaknop, huyện EK, tỉnh Đắk Lắc tổ chức nhậu bảy người còn thách thức chủ tịch thị trấn còng tay, gây bức xúc cho nhiều người về ý thức phòng chống dịch. Sáng ngày 19 tháng 8, Thượng tá Nguyễn Văn Dân, trưởng công an huyện EK cho biết, cơ quan chức năng thị trấn Eaknop đã lập biên bản việc chủ một quán nhậu tổ chức ăn nhậu cho bảy người còn thách thức chủ tịch thị trấn còng tay. Trước đó vào sáng ngày 18 tháng 8, một đoạn clip dài hơn 7 phút ghi cảnh một người đàn ông to tiếng với đoàn kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 của thị trấn Erknop. Trong clip, người đàn ông to tiếng với những thành viên trong đoàn, việc mình tổ chức ăn nhậu chỉ trong khuôn khổ gia đình bạn bè. Đặc biệt, người đàn ông còn la lối thách thức một thành viên trong đoàn là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Erknop Nguyễn Thanh Hưng. Tôi xin lỗi anh nha, anh nói với ai chứ, tôi không ngán anh đâu, anh cứ ở căn văn bản, còng tay tôi đi tôi đưa tay cho anh còng, người đàn ông to tiếng. Sau khi clip đăng lên mạng thì nhiều người tỏ ra bức xúc với thái độ của người đàn ông được cho là chủ quán nhậu nêu trên. Dư luận cho rằng chủ quán đã tổ chức ăn nhậu đông người trong thời điểm toàn tỉnh Đắk Lắc đang thực hiện chỉ thị 15 là không đúng còn to tiếng thách thức. Được biết vào tối ngày 17 tháng 8, Tổ công tác phòng chống dịch phát hiện một quán nhậu có khách bên trong, nghi vấn vi phạm chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng chống dịch nên đã kiểm tra nhắc nhở. Đoàn công tác có đại diện chính quyền, y tế, công an phát hiện trong quán có 7 người đang nhậu, trong đó người đàn ông tên Thức là chủ quán. Tại đây, chủ quán cho rằng mình ăn nhậu trong khuôn viên quán cũng là nhà ở do có 3 người bạn ở huyện Mờ-đắc gần đó đến vì công việc. Trời đã tối nên ông mời cơm. Việc mời cơm này là do bạn bè lâu ngày, không phải do quán đang kinh doanh.